Không khí ở trong này thật là trong lành, mát mẻ. Đây là một buổi sáng thật là đẹp trời và phải đến hơn 10 năm nay rồi môn chưa vào Văn Miếu để được sờ đầu rùa, nhưng mà rất tiếc bây giờ họ đã làm cái thành bao phủ, mình không thể nào mà quay vào sờ đầu rùa được nữa. Mình nhớ đến một cái đây là một trải nghiệm rất là tuyệt vời, và tự nhiên mình nhớ ra một cái từ là từ trải nghiệm. Trải nghiệm trong tiếng Anh thì rất nhiều bạn đọc là experience hay là experience. Nói như vậy thì nó hơi chưa đúng lắm, bởi vì là thứ nhất là nó thiếu âm cuối là âm s, thứ hai nữa là trọng âm của nó chưa chuẩn. Cái từ này gồm có 4 âm tiết này, đầu tiên là ik, thứ hai là spear, thứ ba là re và cuối cùng là ens. Và mọi người lưu ý là trọng âm của nó rơi ở âm tiết thứ hai. Như vậy thì mình sẽ làm cho cái âm tiết thứ hai to, cao và dài hơn, đồng thời là mình phải dìm những cái âm tiết còn lại xuống. Như vậy là âm ik hay là re ens, mình sẽ đập cho nó nhỏ xuống và ngắn lại. Mình sẽ cùng thử tập đọc từ này nhá. Experience, experience, experience. Đó, nó giống như là hát nhạc vậy. Experience, experience. Mọi người cùng đọc lại với mình nhá. Experience. Và đừng chỉ lầm nhầm hay gật gù, hãy đọc theo mình hẳn hoi. Hãy like và share video này nếu mọi người cảm thấy rằng nó hữu ích với những người bạn bè của các bạn nữa. What an amazing experience. What an amazing experience. Mọi người cùng đọc lại cái từ này nhá. Experience. Chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành và tận hưởng cảm giác mát mẻ trong lành ở tại Văn Miếu tại Hà Nội. Chúc mọi người vui vẻ.